Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Không biết là hôm nay kết thúc sự kiện Ski rồi thì mọi người nhận được bao nhiêu kim cương ha. Ui, với lại là hôm nay có một bộ đồ VIP cực mới luôn. Siêu hot hòn hò theo kiểu là xuất sở thần tiên nha. Đây là mùa tiên linh lan nè. Thì bộ đồ này tông màu chủ đạo là màu xanh lá. Đầu tiên thì mình có tinh linh mầm xanh. Đây là cái con bét cưng nha các bạn. Công nhận là game dạo này làm những cái con bét cưng rất là xịn sò hơn luôn á. Đây là xung quanh bao bọc những với chiếc lá nha. Rất là cute luôn. Kế bên là một cái kiểu tóc hai màu. Ở ngoài á thì màu xanh lá mà bên trong thì là màu trắng. Cái này á thì các bạn cũng không cần quan tâm lắm, tại vì mình có thể đổi màu tóc mà. Mình thích nhất là những cái kiểu tóc mà hai màu trong game á. Tại vì mỗi lần muốn thay đổi là đổi màu, cái màu nó cũng thay đổi theo luôn. Không quên kèm theo phụ kiện nữa là các bạn thấy không, kẹp tóc đàng hoàng. Và cái khuôn mặt này mình cảm thấy rất là thích cái không, kiểu cái ánh mắt trong sáng á. Chứ thường thường không không đại các bạn để ý là game ra mấy cái bộ đồ trước á, mấy con mắt nó kỳ kỳ sao á, kiểu không có hồn á. Nhưng mà cái này thì đúng với thần tiên luôn nha. Đó, mùa tiên linh lan mà, đôi cánh nè, rồi pháp trượng, chưa kể là cái hàng rào linh lan nữa nè, trang trí xung quanh nhà luôn. Với lại cái bảng mà sao á, cái bảng ở ngoài nè, bảng tên. Với cái trang phục xịn sò như thế này thì mình chấm 10 trên 10 nha. Và bây giờ mình sẽ vô mở và review cho mọi người coi. Ngày hôm nay thì chúng ta nhận được thêm một cái phiếu coupon nữa. Ui, mà hổng giờ là ba trò rồi. Nếu mà ba trò bạn nào mà hạng nhất không á là cũng 6-70 phiếu rồi đó. Ui là trời, chưa kể là game tặng nữa. Dữ luôn. Quá để dành 100 phiếu ri mở là ngon luôn á. Bây giờ mình sẽ cho bạn mình mặc vô cái đồ thần tiên sẽ như thế nào nha. Vô. Ý ý. Mình sẽ lẻn vô cái ặc của bạn mình nha. Đó, đây là cái ặc của bạn mình. Hồi ôi. Bạn mình là nam nha mọi người. Đó, cho anh thử. Hôm nay mình cho bạn mình bán xà bông một bữa. Ủa gì vậy, bán xà bông mà nay bán. Ủa sao bạn mình bán xà bông sẵn hay sao á, tự nhiên để như nhân vật Barbie dễ thương vậy ta. Ủa nhớ một khi men lắm mà, thôi linh động các bạn ơi. Bạn ôi các bạn kia chạy rồi, trời ơi, chỉnh cái quần nhỏ chạy nhìn dễ thương vậy á, nhìn như em bé chạy á. Nè bạn này nhỏ nhỏ là cũng nhỏ nhỏ giống mình luôn. Ủa áo ma bị lắc cơ, tự nhiên ba đằng kia luôn. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn, đây là trang phục của chúng ta nè. Đầu tiên thì mình được mở cái thú cưng trước. Đây để mình mở cái vé. Mua vé, trời ơi bạn mình đông mua quá trời robot luôn. Rồi mình mua vé nha. Này mình mở được tinh linh mầm xanh. Đó, tới là bé tinh linh mầm xanh này rất là dễ thương luôn. Kế tiếp là 500 tiền sao nữa. Và thêm một bộ tóc tóc tiên linh tinh nữa nha mọi người. Tại vì à đúng rồi, cái này bạn mình không phải là partner, chỉ có partner mới được mở hết thôi. Nhưng mà bạn mình không phải là partner nên là chỉ mở được như đây thôi. Chắc là mình mở thêm cái tóc tiên linh lan nữa nha. Tiêu tốn hơi nhiều kim cương quá, bạn mình sửa giảm mình các bạn ơi. Rồi như đây thôi nha. Ấy đỡ cái tóc rồi mọi người ơi. Ê nhưng mà cái mấy cái hộp thường này nó đúng cùi luôn á. Mình mở mấy cái hầu như là nó giống nhau. Wow, ui cái tóc tiên lan. Rồi mình sẽ mặc vô. Ủa sao bạn này gặp nữa nè. Sao bạn mình chơi cái da chất lượng vậy ta, quất cái da màu hồng nữa chứ. Nghi quá nha. Đây cái tóc của chúng ta nha mọi người. Đó cái tóc của chúng ta. Ồ mình quên cái biểu cảm rồi. Cái biểu cảm phải đợi mấy ngày sau mới mở được. Chứ ăn bạn mình không dám xài kim cương mọi người ơi. Rồi bạn mình có vài cái biểu cảm sao nó kiểu trời ơi. Mà hầu như cái mấy cái gói VIP thì mình nên mua, tại vì nó có mấy cái biểu cảm rất là dễ thương đáng yêu, có 102 nha các bạn. Tại vì trong cửa hàng nếu mà mình muốn mua cũng đâu có đâu mấy biểu cảm này đâu. Ok là bây giờ tôi sẽ vô salon tôi đổi màu tóc xem như thế nào. Cái này có thể đổi màu được nha mọi người. Nhìn cho những bạn nào mà chưa biết đó, thì chúng ta vô cái salon này nè, chúng ta làm tóc, chúng ta đổi màu đi là được. Hoặc là các bạn nào mà không thích cái bộ trang phục đó thì các bạn có thể đổi phù hợp với cái mái tóc của chúng ta đó. Rất là nhiều màu chúng ta chọn luôn. Hôm bữa là cập nhật thêm vài màu nữa mọi người. Xịn chưa? Nhiều màu luôn nha, tóc bạc cũng có nè, đó. Tóc trắng có luôn.
đủ màu luôn. Mình sẽ thử chơi cái mái tóc này đi ha. Ủa sao mà phía trước với phía sau nó y chang, trời nhớ tóc này highlight mà quất cái tóc này vô cái hình nó y chang luôn. Thôi kệ đi, mình sẽ thử cái máy này. Cố chấp quá đi. Rồi, một cái máy này nha. Ok la, các bạn có thể đổi màu tùy thích. Đó, mình đổi xong rồi đó thành bà tiên luôn rồi, không còn là cô tiên nữa rồi, bà tiên nha. Thôi ra đây nhận kim cương hộp sòn. Mình được bao nhiêu ta? Hạng hạng 4 á mọi người, các bạn chưa giữ không? Hạng 4 được 25 kim cương. Bên mình bạn top 1 là trời ơi viết có vậy 656 điểm. Ồ tôi gặp bà rồ không luôn. Giờ mình vô nhận quà. Với lại là nhận quà xong rồi các bạn cũng đừng quên là làm nhiệm vụ trong khu cam biên nha. Nhiệm vụ có phần thưởng nè, kim cương đó. Quá trời luôn. Hình như bữa nay mình làm chỉ có duy nhất được một lần thôi à. Hôm qua thì được hai lần. Ở trong nhà tôi cây cái vụ hồi sáng mà không có máy chơi game. Chắc mình phải xây vài cái máy ở đây để phòng trường hợp nha. Cái trò chơi tiếp theo nó cũng gây go lắm á, cũng dễ. Cái trò tiếp theo thì dễ. Nhưng mà cái trò tiếp theo thì mình đoán là tầm 400 mấy trở lên là cái cột mốc gọi là bình thường nhé các bạn. 400 mấy là cái cột mốc bình thường á. Mình phải cố vượt hơn cái cột mốc 400 mấy thì mình mới có thể lên top 1 nha. Tại vì cái trò tiếp theo dễ lắm luôn. Nên là tôi cay quá, bây giờ là tôi sẽ phải xây nhà nha, xây thêm mấy cái máy chơi game nữa. Ok la xong, chắc là một lát nữa mình sẽ mua thêm. Còn bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi coi cái mini game ngày mai nữa nè. Mini game ngày mai là trong hình trái tim. Có ai có ý tưởng gì làm trong hình trái tim không? Comment ở bên dưới cho tôi biết nha. Đang bí ý tưởng mọi người. Thật ra có ý tưởng trong đầu rồi, nhưng mà nếu mà mọi người gợi ý mình thêm thì mình có thể là mình sẽ làm thêm. Dạ tôi cũng vừa mới đọc hết thư và nhận quà các bạn gửi rồi á. Mọi người muốn kết bạn á thì hiện tại mình đã đầy rồi, nhưng mà các bạn gửi vào cái tường cho mình nha. Tại vì khi mà đọc thư á, các bạn kêu mình kết bạn á thì mình không thể bấm vô những bạn mà có tên ký hiệu đặc biệt, mình không thể bấm vô để mà kết bạn được. Tại vì cái thư nó bị khóa cái tính năng mà bấm vô cái bạn avatar rồi để mà kết bạn rồi á, cho nên không bấm vô được nha. Chỉ có ở tường mới bấm vô được thôi. Thì các bạn có ghi tường mình á để mình lọc bạn thì mình sẽ kết bạn. Ok, thì cảm ơn các phần quà, món quà của mọi người gửi cho mình nha. Chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Bye bye.